Vâng, chào mọi người. Chúng ta đang ở xóm Bản Riêng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Đây là một xóm của người Tày. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm cái xóm Bản Riêng nhá. Ngắm nha, đúng là ngắm cái nhà sàn của người Tày thôi. Đây. Làng người Tày này. Nhà sàn người dân tộc Tày. Đây là một ngôi làng nhỏ.